con vịt xiêm hôm hổm nó đẻ, nội kho thịt rồi. Ở này nội bể bể lụm từ từ con, để nhẹ nhẹ đó. Này nội lấy vô để nội làm bánh bông lan cho tụi con ăn nè. Ủa tính làm bánh bông lan hả? Cái này bánh bông lan, bánh bông lan ngon lắm. Rồi bây giờ mình qua đây mình lụm hột gà nữa, nướng hai thứ cho nó ngon. Đây nè, ổ gà bên đây nữa nè Tony. Đây nè, bồ câu nó cũng đẻ hai trứng chẳng nữa rồi đó kìa. Đó, bồ câu đẻ trong đó hai trứng rồi đó. Rồi, rồi nè, ổ gà này cũng ngon quá rồi nè. Đó, bắt lụm hột gà này vô đặng màng, lụm hột gà này vô đặng nướng chung với hột vịt này đây nè. Hột gà nhà, hột vịt nhà. Rồi, đẻ hai tổ đó. Rồi mình sẽ vô để mình chế biến làm bánh bông lan ăn đó. Con gà này là đẻ ổ trứng này đây. Con gà này mình nhốt nó lại đặng không cho nó ấp đây nè, đặng để trứng tươi này mình nướng bánh bông lan nè. Chứ nếu mà không nhốt nó lại thì nó ấp rồi cái trứng nó có trống, nó có con rồi mình không nướng được. Rồi bởi vì hôm nay nhốt nó lại đó, gà mái đó đó. Bây giờ mình sẽ cân đường với lại hột gà, hột vịt để mình làm bánh bông lan đây. Liều lượng của mình là 800g đường. Thì mình làm 1 kg hột gà, hột vịt đó. Đó, đây 800g đường đây. Rồi mình sẽ cân hột gà với hột vịt là 1 kg. Gà với hột vịt vô luôn. Chồng trắng và chồng đỏ mình cũng đánh một lượt luôn. Hồi xưa thì đánh bằng cái chụp bằng tay, bây giờ thì mình đánh bằng điện. Đánh bằng cái chụp bằng tay nó lâu hơn. Mình nuôi không có cho ăn thức ăn bởi vì cái trồng đỏ nó vàng, nó đỏ thì còn ngon. Cho ăn lúa. Mình nướng bánh này là khuôn 12 cái. Con cua, con cá, cái nhỏ nhỏ gọn gọn vừa đủ ăn đó, chứ không phải là bánh bông lan ổ. Mình sẽ đánh cho hột gà, hột vịt nó tan đều ra. Rồi mình sẽ đánh vô đường. Lúc đầu thì mình đánh lớn, rồi từ từ sau lúc nó tan đường thì mình sẽ nhỏ nhỏ lại. Khi mà mình gần nướng thì mình sẽ để bột vani vô. Để bột vani vô thì nó thơm cái bánh đó. Cái bánh nó thơm. Đây là hột gà với hột vịt hai thứ đây. Nếu mình không thích ăn hột vịt thì mình nướng hột gà không cũng được. Còn
thích, ai thích ăn thì nướng hột gà, hột vịt chung cũng được luôn. Hột gà không thì nó không có cái mùi tanh, còn có hột vịt vô thì nó hơi có mùi. Nhưng mà mình để vani vô thì nó mất mùi, nó không có mùi tanh. Mình pha hai thứ thì nó ngon lắm. Bột vầy mình đánh nãy giờ vầy là cũng muốn gần tới được rồi đó. Nó đường với lại trứng nó nổi lên. Khi mình thấy mà nó đặc lại là nó được rồi đó. Nãy giờ mình đánh chắc khoảng 20 phút rồi đó. Nó đặc lại rồi nè, đường nó tan ra với lại trứng nó nổi lên. Sẽ để vô 5 ống vani. Bây giờ mình sẽ để vani vô để đánh cho nó tan đều vani. Giận cứng quá, thời cứng thì cho tỉnh đi hơi nè. Để vani này vô thiệt là thơm luôn. Một ký bột mình để 5 ống vani. Bây giờ mình sẽ đánh tan đều ra hết. Bánh bông lan này thì gồm có là trứng với đường, là hồi nãy mình để vô đây mình đánh ra rồi đó. Và mùi là có rồi, với lại bột là gồm có bột này là gồm có bột mì ngang là mình mua ở siêu thị hoặc là mấy chỗ bán bánh đó, là bột mì đa dụng nè, là để nướng được các loại bánh hết thảy đó, là mình nướng bánh bông lan. Đánh đều vậy để cho nó vani nó hòa chung lại với đường với trứng này đây. Một hồi mình nướng nó sẽ thơm, thật là thơm luôn. Ngưng lại để mình đi rây bột, là mình đốt lửa lên là mình nướng được rồi đó. Bữa nay mình sẽ nướng hai thứ, một thứ bánh ngọt và một thứ bánh mặn. Rồi bây giờ mình sẽ ngưng lại để mình đi rây bột. Bột nó có hột đồ này kia nó sẽ dướng lại ha, bụi bặm đồ này kia nó dướng lại, nướng cái bánh nó không bị dón cục. Bánh này cũng là một loại bánh truyền thống,
cũng dân gian truyền thống hồi xưa tới giờ, cánh bông lan khuôn cua ăn cá. Bánh này là khoảng 5 giá đó, 5 giá bột đó, thì mình để 4 muỗng bột mì này vô đây. Trộn đều lên, mình trộn nhẹ tay, trộn đánh lên vậy đây. Từ ở dưới đáy mình móc lên để cho bột nó đừng có bị chìm xuống dưới, nó đều lên. Bột nó đều là mình không còn thấy bột nó nổi trắng nữa, vì là bột nó đã đều rồi đó. Cái muỗng cà phê khuôn đã nóng mình sẽ lấy ra và mình để dầu vô. Mình để ít dầu thôi, nếu mà mình để dầu nhiều quá thì nó sẽ bị rỗ mặt. Nếu mình thay dầu nhiều quá thì cái bánh nó sẽ bị rỗ mặt. Cái khuôn đầu thường thường là cái bánh nó không có đẹp, tại vì mình thay dầu đó để cho nó uống cái khuôn đó, thành ra cái khuôn đầu thường thường là cái bánh nó không có đẹp bằng mấy cái khuôn sau. Sẽ đậy nắp lại. Bánh này đó thì cái lửa đít nó nhát hơn lửa mặt. Lửa đít nó ít lắm, chỉ cần lửa mặt thôi, lửa mặt cho nhiều để mà nó nổi, nó lấy hơi lên đó. Còn lửa đít là ít thôi, không cần lửa đít nhiều. Bánh đã chín này đó, để mình coi cái dưới rồi. Cái đầu này nó hay bị rỗ mặt là tại vì mình thay dầu nhiều đó, nó rỗ mặt về nó không đẹp.
Bây giờ mình sẽ đổ bánh nặng đây, chín muối. Bánh nóng hổi ngon lắm nè. Bánh nặng, bánh ngọt, hai thứ. Bữa nay mình làm hai thứ bánh nè, bánh bông lan ngọt, bánh bông lan mặn, chín muối với lại lạp xưởng. Bánh bông lan mới nướng ngon quá hay sao? Ngon con. Cái này bánh bông lan mình mới nướng xong. Nó xốp mà nó mềm ngon lắm. Nướng từ hột gà, hột vịt của nhà mình đây.
nay mình nướng hai thứ, một cái bông lan ngọt và một cái bông lan mặn trứng muối và lạp xưởng trà bông. Các bạn thấy thích, các bạn đăng ký vô trang, chia sẻ và bấm nút like giùm. Cảm ơn các bạn, mời các bạn ăn với mình. Ngon không Du? Mai mốt nữa làm bánh nữa cho ăn ha, mấy đứa bánh khác ha.